Hai thanh niên tâm sự buổi đêm. Hai thanh niên đang đêm ngồi tâm sự với nhau, Thì nào mày bắt trải lòng. nó buồn ngủ giữ cả mắt rồi chưa? Mẹ tối thì trong mày ngủ chưa? Giờ này là giờ nó chưa muốn ngủ nên ru nó ngủ là nó khóc. Chứ mà tối nó ngủ được thì dành nó ngủ cái Chị muốn nó thức từ bao giờ đến bao giờ? gì? Tối không cho nó ngủ. Nếu tầm 7-8 giờ nó ngủ. Nó buồn ngủ, nó cứ Ngủ đòi bất ngủ. nói dậy nói chuyện. Dựng nó dậy, bật nhạc, bật tiếp xuống lên, nói chuyện với nó. Không cho nó ngủ. Toàn ngủ cái giờ đấy thì Anh thằng này làm đang ngủ. sao đấy? Nó có thức cái giờ đấy thì đến đấy 11 giờ nó đòi ngủ đấy thôi. Thế bà ru nó ngủ. Ngày ngủ ít thôi. Chẳng nhẽ 11 giờ nó đòi ngủ không cho nó ngủ. Nhưng mà đi ngủ như ngày ngủ ít thôi. Nắm mặt xong rồi mắt lên coi như thế này. Thức đến sáng, ngày mai lại ngủ ngay. Ngủ cả sáng cả ngày. Tối đêm thì thức Cả sáng cả chiều cả tối. đêm mà không ngủ đã không ngủ mày toàn chơi cái giường mái Không phải nhìn. Nhìn thì tôi. mang ghế cho mày ngồi mình cũng thức mấy người thức nhá. Mang ghế đây cho con ngủ nhá, ngồi nhá. Muốn ngồi Ngủ gật luôn. mấy người mày ngồi.